Beren có bị hiểu nhầm khi bị chỉ trích là ông chủ tôi. Trong chương trình Prompt of Omniscient Interfere trên kênh NBC, Beren xuất hiện với tư cách ông chủ công ty giải trí và giới thiệu nhóm mới Cipher. Ngay khi chương trình lên sóng, cách điều hành công ty của Beren vấp phải ý kiến trái chiều. Khi kiểm tra vũ đạo của các thành viên Cipher, Beren bình luận động tác phần điệp khúc không hấp dẫn và đề nghị họ sử dụng hai ngón tay để mô phỏng ý tưởng bài hát. Khi đề nghị không được các thành viên Cipher hưởng ứng nhiệt tình, Beren chuyển hướng sang câu hỏi các nhân viên công ty. Nhân viên, ngoại trừ người quản lý, có phản ứng tương tự các thành viên. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe và tôn trọng ý kiến của Cipher cũng như nhân viên, Beren bắt họ tuân theo ý kiến của anh. Khán giả khó chịu sau khi theo dõi chương trình. Họ cho rằng Beren dù hỏi ý kiến của mọi người xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn làm theo ý muốn cá nhân. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng bình luận trái chiều về vũ đạo của Cipher trong ca khúc đầu tay. Khán giả chỉ ra các động tác quá hài hước và khó hiểu. Một số bình luận của khán giả: anh ấy nên nghe theo ý kiến của nghệ sĩ vì họ mới là những người trình diễn. Tôi yêu Cipher như Beren có lịch sử bỏ rơi các nhóm nhạc do anh ấy đào tạo, xin đừng lặp lại sai lầm tương tự. Hy vọng Ren có thể làm hết sức mình và quản lý hỗ trợ họ thật tốt. Cipher là boy group thành lập dưới trướng Ren Company, công ty của nam ca sĩ Beren đình đám. Được chủ nhân bản hit Ren News đỡ đầu nên Cipher nhận được sự chú ý của công chúng từ khi debut. Tuy nhiên, khẩu hiệu và vũ đạo của nhóm từng gây tranh cãi dù ngày debut đã cận kề. Cipher đã tham gia nhiều show tập kỹ trước thềm ra mắt. Nhóm gây hoang mang khi hô câu chào, xin hãy cứu chúng tôi, xin chào, chúng tôi là Cipher, xin hãy tha cho chúng tôi dù chỉ một lần. Thông thường, các nhóm nhạc thường tự giới thiệu bằng những câu dễ nhớ hoặc có liên quan đến concept của họ. Thế nhưng, khẩu hiệu của Cipher nghe như lời van xin kêu cứu, khiến khán giả phải sốc nặng, vì chẳng khác gì các thành viên phải hạ mình mong công chúng chú ý. Một số người thắc mắc vì sao Beren và công ty lại để gà nhà vang lơn như vậy và yêu cầu họ đổi lại lời chào. Có người còn phê phán khả năng sản xuất nhóm nhạc của nam ca sĩ solo kỳ cựu. Netizen bình luận, sao anh ta lại ép bọn trẻ van xin như vậy? Xin hãy bảo vệ phẩm giá và lòng tự trọng của các thành viên. Tôi không nghĩ Ren sản xuất nhóm nhạc idol lấy kiến hay đâu. Nghe dị thật, làm ơn đổi hộ cái. Khẩu hiệu dị, vũ đạo không đẹp mắt khiến không ít người lo cho tương lai của Cipher. Dù Beren phụ trách sản xuất nhóm nhạc này, cư dân mạng cho rằng ông xã Kim Tae không có năng khiếu đào tạo idol và mong anh đừng nhúng tay vào để việc sản xuất cho người có chuyên môn. Một số lời bình luận của netizen: tôi hy vọng họ không thay đổi, nhưng đoán là nhóm đã làm rồi. Ước gì anh ta chỉ đầu tư vào nhóm, phần còn lại để dân chuyên nghiệp làm cho. Anh ấy thật sự không có khả năng sản xuất. Các bài hát lẫn vũ đạo đều có vẻ không ổn. Anh ta đổi vũ đạo dù đa số nhân viên phản đối điều này. Cipher là nhóm nhạc 7 thành viên, họ sẽ debut với mini album Not Afraid vào ngày 15 tháng 3. Dù vậy, đây không phải là lần đầu tiên Beren làm ông bầu. Năm 2009, anh từng cho ra mắt MBMAQ dưới trướng G2 Camp. Ban đầu, họ vô cùng thành công, thậm chí được xem là đối thủ của B2ST. Thế nhưng, danh tiếng của MBLAQ giảm sút ngay sau khi Beren nhập ngũ và rút khỏi công ty, nhóm ngừng hoạt động từ năm 2015.